Tiếp theo đến bài cho ông Mười chú Đức ông. Ngày Tết đến, nương mật viết hai lời trước kính bái tóc được, sau chúc ông bà đặng buôn điều hạnh phúc. Sau có hai bài thi, xin ông xem chơi cho rõ điều tâm sự. Bài này Đức Thầy viết tại nhà thương chợ quán tháng Chạp năm Canh Thìn. Nam mô A Di Đà Phật. Xuân đến chúc mừng tuổi thúc ông đang xa công thầy viên môn tông. Câu thơ cao hứng thay bầu rượu, bài cũ vui mừng thấy chậu bông. Đạo đức gắn công nên cách mặt, văn chương kèn chi chẳng phải lòng. Ơn nhà tạm ghét sau này trả, xin bớt đau lòng bớt ngóng trông. Trước đã đem thân hiến Phật đài, chắc rằng sẽ được buổi trùng lai. Ra công khai quá gì nhân chung, nhọc sức mở mang bởi cốt hài. Sanh đấng nam nhi toan sự thế, sống làm hiền triết nghĩa gồm ai. Thuần hoa trăm họ đời an lạc, chừng ấy sẽ tiên thế dẹp dài. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chương trình thâu thanh giáo lý Phật giáo Hòa Hảo tiếp theo là bài Tỉnh Bạn Trần Gian. Bài này Đức Thầy viết lối tháng Chạp năm 1940 tại nhà thương chợ quán. Nam mô A Di Đà Phật. Nghiệp chướng lăng loạn hãy xác thân. 1, 2, 3. Nam mô A Di Đà Phật. Nghiệp chướng lăng loạn hãy xác thân. Chuông lạnh buông tiếng vọng bon ngân. Cương thường gánh nặng trai dình tròn. Tơ tóc dài quằn gái dẻ phân. Nợ nước văn chương toàn bao đáp. Ơn nhà đạo đức quyết đền ân. Khuyên người chí sĩ mau mau tình, vớt mộng nam kha
trần tạm già gạt đời ta lướt cõi sông mê cõi ấy à. Nhân ngã ngã nhân từng cách biệt sắc công công sắc chớ lìa xa diệu quyền chân lý nôi đường sáng ảo thuật tà tâm kim nẻo ra long lánh gương xưa lời Phật dạy hồng trần ái dục giết tại qua tài qua cho lâm lâm nàng tay truy lạc phong trần chôn gốc gai nếu đã tịnh tâm tập lẽ cũng nên rèn tánh gấp đàn ngay sân si phật có điều thêm bằng nhận nhịn ác không chuyện kéo dài tiếng gọi hồn mê hồn được giác phải toan sắm sửa đức trần ai trần ai chỉ có thú phong lưu tranh đấu thành ra mãi oán cừu chung cuộc chỉ mang câu thất vọng sống đời ghi chết mối sầu cổ kim mái tạo nhiều quyền bí lão âu xoay dần lắm mèo mưa cùng chẳng cướp sông quyền gió trụ mà còn đeo đắm thú phong lưu phong lưu nào phải gọi người quan xa ngã biến nên kẻ khốn nạn ngày đến đến đi đâu kéo ngược năm về về mãi chẳng ngừng tuổi già thân yếu đa sầu cảm tóc bạc mình dè lắm rộn ràng biết được trần gian là móng quyền thần sửa soạn kéo đào quang kéo
bao người. Cảnh sông sum dày phóng mây mười, lắm lúc đua chen vui lẫn giận, nhiều khi dục dây khóc pha cười. Tuôn đời Chúa có cho sông tiếng, cuộc thế đau dồi mượn tất hơi, nín thở nằm ngay không cửa quầy, xót thương con kẻ, xót thương con trẻ khóc đôi. Đôi lời kể lại nỗi hàn huyên, mà lớn chạy to quý lắm tiền. Tưởng dậy sáng đã hạnh phúc nào hay, hồn phách lắm hoang kiên. Thiên đường siêu thoát thời thông thả, địa ngục trầm luân ác đảo điên, nên chọn một nơi thanh tịnh ấy, dứt trần bất nhiệm mới là yên, mới là yên ổn lánh trần gian. Chí nguyện tiêu diêu cảnh Phật đàn, diệu pháp chuyển thân vô sự thế, quyền thông qua kiếp chẳng lo toan. Tâm linh mắt thánh xem ba cõi, tánh hiện tại thần long bốn phàn, phổ tế chúng sanh qua bể khổ, Di Đà miễn niệm lánh trần gian. Trần gian khói lửa với đào binh, chư Phật sớm bài phép hiền linh, cứu khổ Nam Mô vô lượng phước, diệt nạn tu rỉ hữu thiên kinh, sống sao dương thế nhiều cay đắng, do cuốn trần gian nỗi bất bình. Tín nữ thiện nam dình môi đào, dầu cho lặng lóc tráng kiên trinh, kiên trinh mà chịu lúc nàng tay, dầu có gian giả chớ này, vàng đã bao phen cơn nước lửa, chỉ thao lắm chuyện lúc non
bền gan chờ đợi ngày sum họp. Bền gan chờ đợi ngày sum hiệp, gắng chỉ trong mong bữa tiệc khai. Thiên địa tuần quần gom một mối, phàm trần vẹn kiếp kiến bồng lai. Nam mô A Di Đà Phật.